Xin kính chào quý vị, tiếp tục trở lại với chuyên mục Thời sự xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ắc quy trên ô tô cũng như là xe máy là một cái bộ phận rất là quan trọng, như mọi người vẫn biết. Đây là một cái bộ phận không thể thiếu trên một chiếc xe ô tô cũng như là trên xe máy. Và cái cấu tạo của nó như thế nào, cách vận hành của nó như thế nào cũng như là cái cách chăm sóc của nó như thế nào, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chủ đề này. Và rất vui khi ngày hôm nay có sự có mặt của vị khách mời rất là đặc biệt, đó là anh Lê Minh Quân, Phó Tổng Quản lý Bộ phận Kinh doanh của công ty ắc quy GS Việt Nam. Rất cảm ơn anh Quân đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi ạ. Chào anh Thạch Trưởng và xin mến chào quý vị khán giả của chương trình Xe và Xu hướng. Trong thời gian vừa qua thì chương trình Xe và Xu hướng đã nhiều lần gửi đến quý vị những chủ đề về chăm sóc xe và tìm hiểu những cái chi tiết, những cái bộ phận rất là quan trọng trên ô tô cũng như là xe máy, ví dụ như là lốp, phim cách nhiệt, rồi buji vân vân, rất là nhiều bộ phận quan trọng trên xe. Và có lẽ là ắc quy thì đây là lần đầu tiên chương trình thực hiện chủ đề này. Thì trước tiên xin hỏi anh Quân là cái ắc quy ở trên xe đó, mình nói chung là xe ô tô xe máy nó vẫn có nhỉ, thì nó đóng cái vai trò quan trọng như thế nào ở trên xe ạ? Cảm ơn câu hỏi của anh Thạch Trưởng. Thực ra thì ắc quy có một vai trò hết sức quan trọng đối với xe ô tô hoặc là xe gắn máy, bởi vì ắc quy được ví như là trái tim của động cơ, vì nó cung cấp năng lượng cho động cơ khi khởi động để có thể vận hành. Và ắc quy cũng có một cái chức năng nữa, đó là cung cấp nguồn điện cho những thiết bị trợ năng khác của xe trước khi mà động cơ vận hành. Như vậy thì ắc quy có phải là một cái bộ phận nó tạo ra điện duy nhất ở trên ô tô hoặc là xe máy không? Thực ra thì trên ô tô và xe máy có nhiều động cơ tạo ra điện, nhưng mà trước khi khởi động thì ắc quy là bộ phận duy nhất có thể tạo ra điện để khởi động động cơ. Và theo tôi biết thì công ty ắc quy GS Việt Nam đã có mặt tại thị trường Việt Nam cũng khá lâu rồi. Và hiện nay thì GS Việt Nam đang phân phối những cái dòng ắc quy nào tại thị trường Việt Nam? Hiện nay thì ắc quy GS phân phối rất nhiều dòng sản phẩm. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 27 năm tại thị trường Việt Nam thì ắc quy GS đã có được niềm tin rất lớn từ người tiêu dùng. Qua đó chúng tôi cũng đã sản xuất và cho ra đời rất nhiều những cái dòng sản phẩm để cung cấp và đáp ứng hầu hết mọi loại xe trên thị trường Việt Nam. Và chúng tôi có thể tụ trung lại là có 3 dòng chính. Thứ nhất là ắc quy axit truyền thống, thứ nhì là ắc quy miễn bảo dưỡng, và thứ ba là ắc quy hybrid. Ở ngoài thị trường hiện nay đó, khách hàng và ngay cả bản thân tôi cũng vậy, là đang phân biệt các loại ắc quy hiện nay trên thị trường, đó là ắc quy khô và ắc quy nước. Nhưng mà theo tôi được biết thì trong cái từ ngữ chuyên môn thì không có gọi như thế, đúng không ạ? Thì nhân dịp có anh Quân ở đây thì xin anh Quân chia sẻ thêm một chút về cái loại ắc quy này ạ. Thực ra thì như anh Thạch Trưởng chia sẻ, ở bên ngoài thị trường thì họ có cách gọi riêng của họ, nhưng mà theo cái tên thông dụng á, thì ắc quy nước sẽ gọi là ắc quy axit truyền thống, và ắc quy khô thì sẽ gọi là ắc quy miễn bảo dưỡng, ắc quy kín khí miễn bảo dưỡng. Như vậy thì cái điểm khác biệt nào giữa hai cái loại bình ắc quy khô và ắc quy nước như anh vừa nói ạ? Điểm khác biệt giữa bình khô và bình nước, đó là bình khô tức là mình đã có tên gọi là bình miễn bảo dưỡng, thì cái tần suất bảo dưỡng nó sẽ ít hơn rất nhiều so với bình nước. Và bình khô là khi sản xuất ra là có thể đưa vào sử dụng được ngay mà không cần phải chăm axit và sạc như bình nước. Như vậy thì nếu mà bình nước thì nếu mà mình cần chăm thì mình sẽ chăm cái nước gì ạ? Trước khi sử dụng, mình mới hoàn toàn trước khi đưa vào sử dụng là mình phải chăm axit. Sau đó mình nên sạc lại để có thể đảm bảo được cái tuổi thọ của ắc quy. Sau đó mình sẽ đưa vào sử dụng. Và trong quá trình sử dụng thì cái lượng nước nó sẽ hao hụt đi, do đó mình phải thường xuyên kiểm tra và thường xuyên chăm lại nước. Đó cũng là cái điểm bất tiện của bình nước. Như vậy thì hiện nay theo anh thấy thì khách hàng họ thiên sử dụng về cái loại ắc quy nào nhiều hơn ạ? Theo xu thế hiện nay thì khách hàng họ sẽ sử dụng bình ắc quy khô nhiều hơn, vì miễn bảo dưỡng nó tiện lợi trong quá trình sử dụng. Thực sự thì ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Ngày xưa thì mới mua xe máy đó, thì mình còn xài cái ắc quy nước. Rồi sau đó mình thấy cái ắc quy khô nó lại rất là tiện dụng, mình xài ắc quy khô tới bây giờ luôn. Riêng mình xe máy thì hiện nay không còn ắc quy nước trên thị trường nữa. Hoàn toàn là ắc quy kín khí hết. Cái tuổi thọ
tuổi thọ của một cái bình ắc quy ở trên ô tô là bao lâu và trên xe máy là bao lâu ạ? Bình ắc quy ô tô và xe máy thì tuổi thọ tầm khoảng 5 năm. Nếu như mà trên lý thuyết là sẽ 5 năm. Nhưng mà khi mà đưa vào quá trình sử dụng ấy, do nhiều yếu tố về cách sử dụng, nè, cách bảo dưỡng, nè, về thời tiết khí hậu cũng có ảnh hưởng, thì tuổi thọ thực tế trung bình nó khoảng từ 2 năm tới 3 năm rưỡi. Hiện nay trên thị trường cũng có nhiều đơn vị họ phân phối các loại bình ắc quy cho ô tô và xe máy. Theo anh thì GS Việt Nam có cái lợi thế hoặc có những cái điểm đặc biệt nào so với các cái loại bình khác trên thị trường hiện nay? Bên công ty AQGS có một lợi thế, đó chính là kênh phân phối của công ty của chúng tôi là trải rộng khắp cả nước. Thế nên về chính sách bảo hành trên toàn quốc rất tiện lợi cho người tiêu dùng. Và thứ hai nữa là chúng tôi có công nghệ. Công nghệ của chúng tôi đến từ tập đoàn GS USA, công nghệ rất hiện đại. Và tập đoàn của chúng tôi thì đã có kinh nghiệm trên 100 năm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ắc quy. Dựa trên nền tảng đó là chúng tôi có được những cái lợi thế so với những bình ắc quy khác trên thị trường. Như vậy thì theo anh Quân chia sẻ nãy giờ thì cái loại bình ắc quy nước hiện nay ngoài một số xe ô tô, ví dụ xe tải, ô tô lớn, xe khách chẳng hạn, đúng không, vẫn còn sử dụng cái loại ắc quy nước. Còn lại thì hiện nay đa phần trên xe máy là đều sử dụng ắc quy khô. Và theo tôi thấy thì ở trên bàn hiện nay đang có ba cái loại ắc quy, tôi thấy có ba màu khác nhau, do màu tím, màu vàng và màu xanh, đúng không anh? Dạ. Dạ, anh có thể giải thích một chút cho quý vị khán giả được biết là ba cái loại này nó sử dụng cho những cái loại xe nào hay không ạ? Dạ, bình ắc quy màu tím nhỏ nhỏ ở đây là mình sẽ sử dụng cho những dòng xe như là Airblade nè, Vision nè, những dòng xe trước, nhưng mà những dòng xe cũ trước năm 2014. Còn những dòng xe cũng là những dòng xe đó, nhưng mà sau năm 2014 thì có cái chế độ idling stop ấy, thì hầu hết sẽ sử dụng cái dòng màu xanh này. Còn cái dòng 6 ampere này á, là sẽ sử dụng cho những chiếc xe rim và quay đời cũ hơn, thì sẽ sử dụng cái dòng 6 ampere này. Một câu hỏi có lẽ là quý vị khán giả là những người sử dụng xe đang rất là muốn biết, chia sẻ từ anh Quân, đó là bao lâu thì mình phải nên thay ắc quy một lần, và mình phải làm sao để có thể biết được là cái ắc quy của mình nó đang có vấn đề? Nếu về trên lý thuyết ấy, thì một cái bình ắc quy có tuổi thọ trung bình khoảng 5 năm. Nhưng mà trên thực tế sử dụng ấy, do điều kiện sử dụng, điều kiện bảo dưỡng và điều kiện chăm sóc xe, nên thông thường thì bình ắc quy có tuổi thọ sẽ tầm khoảng từ 2 năm tới 3 năm rưỡi. Và có một số những cái đặc điểm để mình có thể nhận biết là bình ắc quy của mình đang không khỏe. Chẳng hạn như là đề nhiều lần ấy, đề nhiều lần không nổ máy được. Đặc biệt là rất khó khởi động vào buổi sáng. Và thứ hai nữa là còi có thể kêu nhỏ hoặc là đèn sáng mờ. Những yếu tố, một trong những yếu tố đó thì mình có thể rất kiểm tra lại. Rất là dễ nhận biết, dạ, đúng không ạ? Dạ. Như vậy thì làm sao để ngoài cái chuyện mà nó đến thời hạn nó phải thay bình thì cái đó mình không nói, nhưng mà có những cái mình có thể mình khắc phục được những cái lỗi, ví dụ như anh vừa chia sẻ một vài lỗi rồi, thì cụ thể hơn nữa thì mình phải lưu ý những cái điểm nào để cái tuổi thọ của cái bình nó được lâu hơn? Để tuổi thọ mình ắc quy lâu hơn ấy, thì mình nên đối với bình nước thì mình nên lưu ý đến dung dịch ở phía trong bình. Khi mà thấp hơn mức tiêu chuẩn cho phép là mình phải châm thêm nước, và đặc biệt lưu ý là mình không được châm thêm axit trong quá trình sử dụng, vì axit thì không bay hơi. Thế nên nếu châm axit thì axit càng ngày càng cô đặc, và nó sẽ làm cho bình ắc quy rất là dễ bị hư do ăn mòn những cái tấm lắc ở bên trong. Còn về bình khô á, thì mình cũng nên lưu ý về đường dây điện xe đôi khi dễ bị chạm chập, nên nó dẫn tới cái việc ắc quy không cầm điện. Thấy những cái yếu tố chẳng hạn như đèn có cái biểu tượng ắc quy trên xe mà cháy sáng á, thì mình nên đến những cái nơi trung tâm để mình kiểm tra, để họ có máy móc và họ có thể đo lại cho mình. Hoặc là mình có thể kiểm tra dây Cura của xe nó bị giãn, thì có thể cái dòng sạc vào cái bình nó cũng sẽ không được đầy đủ. Do đó bình của mình nó cũng sẽ yếu dần và rất dễ dẫn đến hư bình. Có một cái thói quen, có thể là cái thói quen xấu của những người mà đi xe máy hay mắc phải, đó là khi mà mở cái chìa khóa và mở cái khóa xe mà cứ để đó luôn mà mình không có bật lại, mình ốp lại đó, thì
cái đó nó cũng gây hao điện cho cái ắc quy đúng không ạ? Và là mau hết bình hơn. Dạ. Thì quý vị cần lưu ý cái này để chúng ta có thể sử dụng được cái ắc quy nó lâu dài hơn. Dạ. Mà cái lỗi này cũng rất là phổ biến. Dạ. Tương tự như vậy, ở trên xe ô tô nếu như mà mình chưa khởi động máy, mình có thể sử dụng ắc quy, nhưng mà nếu mình mở quạt nè, hoặc là một số những thiết bị điện khác á, thì cũng sẽ dẫn đến là cái nguồn điện cho ắc quy bị cạn kiệt. Thì khi đó chúng ta cũng không có đề được máy và cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy. Có thể nói đó là một cái thói quen mà cánh tài xế hoặc là những người chủ xe rất là hay mắc phải trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái thời điểm mà cách ly và lockdown lúc mà dịch đó anh Quân. Và rất là nhiều chủ xe khi mà sử dụng xe trở lại đó, thì khi mà họ lấy xe ra thì lúc đó là đề không nổ máy. Thì cái thời điểm đó rất nhiều người gặp phải, thì không biết là lúc đó GS có xử lý nhiều cái trường hợp này hay không ạ? Dạ, thực ra thì thời điểm đó là rất nhiều trường hợp như anh Thạch trưởng chia sẻ. GS cũng gửi đến lời khuyên cho quý vị khán giả, nếu như trong thời gian khoảng 2 đến 3 tuần mà mình không sử dụng ắc quy, mình không sử dụng xe, thì mình nên đề khởi động và để cho xe khởi động trong khoảng 15 đến 20 phút để dynamo có thể sạc lại điện cho ắc quy. Vì như chia sẻ từ ban đầu á, là ắc quy nó có cơ chế tự phóng điện, nên trong khoảng thời gian dài mà không sử dụng thì cái dòng điện nó cũng sẽ tự phóng điện và sẽ hao hụt đi. Do đó chúng ta cần phải khởi động để cho cái dynamo của xe đó sạc lại cho mình ắc quy. Như vậy thì nếu mà chiếc xe mình không có di chuyển thường xuyên, phải đậu một chỗ, đậu ở nhà khoảng trên tuần đúng không ạ? Thì mình phải nên dành ra khoảng 15-20 phút để mình nổ máy để cho nó sạc lại cho cái bình, đúng không ạ? Dạ. Cũng rất là đơn giản. Dạ. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mọi người đi xe, đặc biệt là gia đình, đó, họ không có để ý. Tức là về thì để xe đó, rồi mình lo công việc gia đình này kia các thứ xong, rồi khi cần thì xuống lấy xe đi thôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian để xe lâu quá, thì lúc mà lấy xe chuẩn bị đi thì nó lại không có nổ máy. Dạ. Thưa quý vị, với những thông tin rất là thú vị và bổ ích vừa rồi thì chúng tôi xin tạm khép lại chuyên mục Thời sự xe tuần này tại đây với câu chuyện về ắc quy với anh Lê Minh Quân, là Phó Tổng Quản lý Bộ phận Kinh doanh của công ty ắc quy GS Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục câu chuyện này trong chuyên mục Thời sự xe tuần sau. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.